Rồi, mình muốn cài đặt nó ha. Thì đầu tiên mình cài một cái tool tên là JDK, Java Develop Kit. À, vô đây, gõ vô download JDK. Hiểu chưa? Nhấn ở đây. Rồi, ở đây quý vị chọn, một là quý vị chọn thằng này, hai quý vị chọn này. Ở đây, cái này là cài cái JDK riêng. Rồi sau đó mình có thể cài một cái tool riêng, tức là cái nền tảng để biết là riêng, rồi cái công cụ để biết là riêng. À, thì cái nền tảng là một, nhưng mà công cụ nó có nhiều lắm. Ví dụ nó có NetBeans, nó có Adlib, nó có vân vân cái. À, thì nếu mà quý vị cài cái này thì quý vị cài cái này là cài lẻ nè, cài JDK không. Còn không quý vị chọn luôn cái này đi, vừa NetBeans mà vừa JDK luôn. Ok không? Vừa NetBeans mà vừa JDK, tức là cài một phát là có luôn cái nền và có luôn cái tool luôn. Ok. Rồi cứ nhấn vô kịch. Cài nó nói đây ha, nó nói là sao? Mình chấp nhận. Đúng không? Hỏi mình chấp nhận mình mới nhận. Chấp nhận. Rồi, sau đó mình máy mình là Win gì? À. Ví dụ như là Win 32 bit thì chọn là x86. Còn Win 64 bit thì chọn x64. Hiểu chưa? Rồi cứ nhấn ở đây, download về. À, download về nó free mà, đâm ra nó khỏe lắm. Cái download về double click vô nét là xong. Ok không? Nó free, chừng nào mà nó cái đồ mà tốn tiền nó mới hỏi này hỏi nọ kia. Còn này đồ free cứ để vô double click nét là cài xong. Hiểu chưa? Rồi. Sau khi cài xong. À, sau khi cài xong, quý vị sẽ có cái chương trình nó tên là NetBeans. Máy mình nó hơi khác với chút xíu quý vị chút xíu ha, nhưng mà không sao hết, cũng vậy thôi. Quý vị kiếm cái phần mềm tên là NetBeans. À, NetBeans. Tiêu rồi. Ủa nó chạy đâu có tiêu rồi. Tôi đem ra ngoài đây chưa? Rồi tôi đem ra ngoài rồi nè. Nè cái chương trình nó tên là NetBeans. Thấy không? NetBeans 8.1 nè. Thấy chưa? Rồi, mình chạy thử nha. Kịch kịch. Đâu vậy? Nhớ là chiều nay về làm liền nha, cài liền nha, để bữa sau bắt đầu mình viết thực tế đó. Rồi, sau khi vô đây rồi, quý vị tắt cái này đi nha, cái này cái trang quảng cáo rồi, tắt đi. Rồi, quý vị tạo một cái rosette mới. File, new rosette. Rồi, nhấn ở đây. Rồi, mình chọn là Java. À, Java application net. Rồi, chỗ này, cái này là location của nó nè, cái đồ dép mình lưu ở đâu, được chưa? Dẫn đường dẫn ha, dẫn đường dẫn tới. Rồi sau đó mình cứ finish, nó sẽ tạo cho mình một cái rosette, được chưa? Mình thấy nè, bên đây nè, nó có cái cửa sổ gọi là rosette. À, ở đây tôi có rất là nhiều cái ha, bữa nào rảnh dọn bớt quá trời. Rồi thì nó có một cái rosette, trong cái rosette nó có một cái gọi là suột bucket. Trong sổ bucket nó có một cái bucket và nó có một cái file Java. Thấy không? Rồi, thì mình mở chương trình của mình lên, mình sẽ thấy là nó có một cái. À, từ từ mình sẽ giải thích cái này kỹ hơn. Nó có cái last. Trong cái last nó có một cái tên là main. Rồi, mình sẽ viết ở trong này nha, nó đề nè. Nó đề nè, code application ở đây nè, đúng không? Nó kêu mình viết ở đây nè. Rồi, thì ở đây mình sẽ bắt đầu mình viết. À, viết vô. Rồi. Và mình viết thử một cái cho quý vị xem ha. Out.print. Rồi. Rồi, được chưa? Tức là mình sẽ gì vậy? Cái này nó bị key. Cái này cái máy mình bị chứ không phải ấy ha. Này máy mình nó bị.
bị tiếng Việt nó bị lỗi. Rồi. Rồi sau khi quý vị viết xong, quý vị nhấn đây nè cho nó chạy nè. Kết. Cái nó chạy, cái nó xuất ra dưới này nè. Ok không? À, đó, thì đây là cái cách cài đặt. À, rồi sau đó là viết một cái chương trình đơn giản ha. Viết chương trình đơn giản, rồi cách combine nó. Ok không? Rồi. Nhắc ra, nhiều quá nó đấy mất công.